Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và như anh em biết đấy thì hôm nay là phát hành và Gaia Free Fire đã chính thức công bố một cái dự án kết hợp với nam ca sĩ Sơn Tùng MTP trong việc ra mắt nhân vật Skyler ở tựa game Free Fire hôm nay. Tập và nên anh em thấy cái banner giới thiệu ngay cái nhân vật mới, nhân vật Skyler trong game, để chúng ta sẽ cùng nhau vào xem qua cái nhân vật đấy nha anh em nha. Skyler ghê thật anh em ạ. Sơn Tùng MTP sẽ là người Việt Nam đầu tiên được vào vai nhập vai vào đây. Thì là lò xem có nhân vật Skyler không. Chưa thấy anh em ơi. Chắc là trong bản phiên bản cập nhật mới thì mới xuất hiện rồi. Tại là mình vào đây mình lò chưa thấy nè. Ra mình là tìm mà xong ở cái banner đấy nha. Đây, Skyler họp báo đi rồi. Cùng đếm ngược. Sơn Tùng MTP 18 giờ ngày 27 tháng 1 trực tiếp trên kênh của Garena Free Fire anh em ạ. Sò con bò thế nhỉ. Coming soon, coming soon. Ở đây mình xuất hiện thấy toàn coming soon thôi. Chưa hé lộ gì về con tướng này mới, nhưng mà chúng ta thì hết sức vui mừng thôi. Mình cũng vừa tải lại con game này xong. Ở trước khá bận chưa có thời gian chơi nên lần này thấy cái sự kiện hot này quá thì vào chơi thôi. Chia sẻ ngay trang web chính thức dự án Free Fire Sơn Tùng MTP để nhận ngay ván xếp độc quyền vĩnh viễn. Quả ván vĩnh viễn à, con mời ngay. Đấy, đang chia sẻ đây. Chia sẻ này được cái gì? Để đăng nhập Facebook không cơ. Mình đăng nhập mình chia sẻ sau anh em nha. Chị đấy. Đấy, hết những cái nhân vật trong cái ending nhiều One Punch Man, bây giờ lại đến Sơn Tùng MTP. Free Fire quá đỉnh rồi. Cộng đồng Free Fire Gaia quá đỉnh luôn. Không biết nhớ anh em đã từng nghỉ chơi tựa game này lại có tiếp tục tải lại để chơi không? Cái con tướng Skyler này không? Không biết cái bộ skin của con tướng này như nào nhỉ? Mình cũng không biết nó ra gì vào này nó ông nữa. Nói như mình là ai chơi thì vào và chơi thôi. Chủ yếu là vào nghe nhạc Sơn Tùng, anh em biết đâu khi anh em được bắn Free Fire anh em được nghe nhạc Sơn Tùng thì sao? Chị xò à? Nên là trước mắt tạm thời mình giới thiệu qua thế thôi. Hy vọng mà trong tương lai mình làm cái tựa game này được anh em ủng hộ. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em thôi nhé. Bye bye anh em, see you again anh em.